Chào bạn, chúng mình là Ellie và Lu đây. Chào mừng bạn đến với kênh podcast của những người lớn mộng mơ. Tại đây, chúng mình sẽ cùng bạn chia sẻ những câu chuyện yêu thương bình dị thường ngày, nhưng hy vọng sẽ là những điều hạnh phúc giản đơn, tưới mát tâm hồn trong cuộc sống bận rộn này nhé. Mình nói gì khi nói về những lần đầu tiên trong cuộc đời nhỉ? Chúng ta luôn ưu ái, dành một vị trí đặc biệt, dù vui, dù buồn cho những lần đầu tiên. Bởi chúng ta không thể có lần đầu tiên thứ hai trong cuộc đời này nữa. Bạn có thắc mắc vì sao mình lại nhắc đến lần đầu tiên trong khi chủ đề ngày hôm nay là một cái gì đó rất là gia cầm không? Vậy thì hãy để mình kể bạn nghe một chút về hội chứng vịt con này nhé. Vịt con hoặc có thể là gà con, chim con, nhưng ở đây chúng ta chỉ theo một tiêu chuẩn là loài vịt thôi. Khi chúng chui ra khỏi vỏ trứng, ánh mắt sẽ va phải những sinh vật đầu tiên và chúng mặc định coi đó là mẹ. Thông thường, vịt mẹ sẽ ấp trứng và chứng kiến những chú vịt con tách vỏ đón chào thế giới này. Song, có rất nhiều trường hợp rất là SOS vì nhỡ may khi vịt con thoát khỏi vỏ trứng, chúng lại không thể nhìn thấy mẹ vì một lý do nào đó. Và một chú mèo chạy ngang qua đúng thời điểm thì chúng sẽ coi như là mẹ của mình. Với con người thì hình ảnh vịt con chào đời chỉ mang tính chất minh họa cho xu hướng luôn coi những gì xảy ra lần đầu tiên, những cảm xúc hay một sự kiện nào đó tiếp xúc lần đầu là tốt nhất và có một vị trí vô cùng quan trọng trong suốt quá trình phát triển sau này. Vì thế mà ấn tượng ban đầu luôn là một chuẩn mực và cũng là một gánh nặng vô hình nào đó để người ta theo đuổi và xây dựng. Bọn mình sinh ra ở đầu những năm 90 khi nhắc về những sự kiện đã xảy ra là cả một bầu trời ký ức, một điều gì đó vô cùng tự hào mỗi khi nhắc lại. Những bộ phim hoạt hình rồi phim Trung Quốc, Hàn Quốc thời ấy thực sự là cực phẩm mà cho dù nhắc lại đến bao nhiêu lần đi nữa thì những ai đang sống trong thời kỳ ấy đều không thể nào quên được. Nếu đã xem Hoàn Châu Cách Cách bản đầu tiên của Triệu Vi, Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng thì cho dù có xem lại bản remake lần 2, lần 3 hay bao nhiêu lần đi nữa, bạn cũng chẳng thể nào cảm nổi. Thậm chí gần đây có một game show của Trung Quốc quy tụ lại dàn diễn viên này và ôi thôi, khi nhạc phim nổi lên ca khúc Khi do Động Lực Hỏa Xa trình bày thì thử hỏi là có ai mà không sao xuyến đâu. Kể chuyện ấu thơ thì nhiều lắm, hồi ấy những món ăn vặt hay nhiều món ăn mà thực ra chỉ do điều kiện thiếu thốn nên mới phải ăn, xong đến giờ cái ấn tượng ấy không một thứ sân hào hải vị nào có thể mang lại được cả. Một trong những điều mà vô cùng thổn thức khi nhắc về hiệu ứng vịt con này có lẽ phải kể đến là mối tình đầu. Tình yêu đầu trôi xa, dư âm để lại. Và nếu thuộc về nhau, em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Mượn lời hát của Mỹ Tâm để thay lời cho những gì muốn nói về tình đầu. Khi trải qua mối tình lần đầu tiên, để có mối tình thứ hai, thứ ba, nhưng mỗi khi nhìn lại, thì chẳng ai thoát được cái gọi là trải nghiệm của tình đầu khó phai cả. Đây cũng là một hiện tượng tâm lý khá phổ biến, bởi một cách tâm lý học, não bộ chúng ta luôn ưu ái những thứ thuộc về lần đầu tiên hơn. Và quan trọng là có lần đầu tiên thì mới có cột mốc để so sánh với những lần sau. Những gì đang diễn ra ở cuộc sống xung quanh chúng ta cũng khó có thể tránh so sánh với lần đầu tiên được. Thường khi được hỏi về lần đầu tiên như đi du lịch hay ăn một món ăn ngon nào đó thì mọi người có thể trả lời vanh vách được ngay, như lần đầu tiên mình đi máy bay và đi nước ngoài, đó là chuyến đi Thái Lan. Đã 10 năm trôi qua và giờ nhắc lại với mình cũng vẫn như là lần đầu tiên. Thậm chí năm 2015 mình có đi lại một lần nữa. Và lịch trình thì cũng không khác gì lịch trình cũ. Nhưng cái cảm xúc háo hức, tò mò và cả chút phấn khởi của lần đầu tiên thì nó không còn nữa. Chính vì thế mới nói tác động của trải nghiệm lần đầu tiên luôn có sức nặng lên mỗi chúng ta. Và đây là lý do chúng ta luôn dành tâm trí và sức lực cho những lần xuất hiện đầu tiên trước mặt người khác. Vì dù ít hay nhiều, đó cũng đủ để xây dựng hình ảnh và ấn tượng của bạn trong mắt người khác rồi. Thế nên bảo sao mỗi lần buổi hẹn hò đầu tiên, hay thậm chí là lần đi phỏng vấn, ai cũng muốn mình chỉn chu nhất, hình tượng thực sự đẹp nhất. Hội chứng vịt con không ai có thể tránh được, vì như những chú vịt, kiểu gì chả phải mở mắt chào đời. Thế nên câu chuyện này chỉ để dành cho mọi người tự ngẫm nghĩ về những tình huống mà mình giống như những chiếc vịt chủ quan kia, thì khi đó hãy mở lòng để nhìn nhận những thứ đến sau theo một trải nghiệm thật khác nhé. Còn bạn Ellie ơi, có con vịt nào xòe đôi cánh ngang qua cuộc đời bạn chưa?
Còn tớ thì đến bây giờ, tớ vẫn còn nhớ như in từng hành động, giọng nói của các nhân vật trong phim Tây Du Ký của những năm 1900 hồi ấy. Mặc dù đến giờ xem lại mới thấy kỹ xảo hồi đó ngô nghê và dở tệ thật, nhưng tớ vẫn tin đó là phiên bản Tây Du Ký hay nhất tớ từng được xem. Bởi cái ấn tượng ban đầu đối với một đứa trẻ 4-5 tuổi thời đó thì nó quá là lớn đi. Ấn tượng từ cái nhạc mở đầu phim lũ trẻ con chúng tớ háo hức ngồi chờ mỗi 6 giờ tối. Ấn tượng từ cảnh Tôn Ngộ Không bay lên từ biển nước rồi rút ra gậy như ý. Ấn tượng từ gương mặt đăm chiêu hiền từ của sư phụ. Ấn tượng cho tới cả giọng cô lồng tiếng nữa. Chừng ấy có phải là quá choáng ngợp cho trí nhớ của một đứa con nít không nhỉ? Choáng ngợp đến độ mà 30 mấy năm sau, những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên và không thể nào thay thế bằng bất cứ một phiên bản Tây Du Ký nào sau này nữa. Rồi có lần tớ đã từng kể câu chuyện cốc cà phê đường trên Facebook về chuyện tớ có một người cậu trước cũng học ở Úc, gọi là cậu nhưng thực ra hơn tớ có gần chục tuổi thôi. Hồi ấy thì tớ mới sang Úc học, lại ở tận quê xa xôi Wollongong. Cậu lúc đấy cũng là sinh viên mới sang, ít tiền, chẳng có xe cộ. Thấy cháu bảo mới sang chân ướt chân ráo, giữa trưa mới mò đường đi xe buýt, đi train, đi tàu hỏa, xuống tận ký túc xá của cháu ở xem thế nào, rồi lại về luôn trong một buổi chiều hè nắng nóng kinh khủng khiếp. Sau này cậu học xong cũng có nhiều kế hoạch khác, con đường cậu đi cũng khá là gập ghềnh, nhiều thăng trầm, liên lạc với cậu cũng khá bập bõm và khó khăn. Lâu lâu rồi tớ cũng chưa liên lạc lại, không biết phương tiện liên lạc cũ có còn không nữa. À quên, chuyện là tớ được cậu pha vội cho một cốc cà phê đường trước khi phải chạy ra ga tàu cho kịp giờ tàu chạy. Là cà phê rất bình thường, pha bằng loại cà phê khô phổ biến, cùng với đường và sữa tươi lạnh. Vì là pha vội nên đường còn chưa kịp tan hết cơ. Nhưng không hiểu sao, chính cốc cà phê đường này, sáng sớm hè hôm ấy uống, tớ lại cảm thấy cực kỳ ngon, cực kỳ thơm, cực kỳ mát. Mà tới tận bây giờ tớ vẫn còn nhớ như in mùi vị của nó. Rất rất nhiều lần rồi đã từng thử pha lại mà cũng không thấy giống vị. Hay là vui vui như thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường, cái thuở mà còn crush bạn nọ bạn kia, cùng lớp cùng trường ấy. Bạn có giống như tớ, có luôn luôn thích một type người nhất định nào đó, hay là xem K-drama rồi tự mình xây đắp lên hình tượng idol của lòng mình, rồi tự mình đặt ra tiêu chí, thử thách 6 năm 6 tháng sau này, nhất quyết mình chỉ yêu anh nào cao trên 1m7, 1m8, thư sinh, tài tử, thích lãng mạn và luôn đọc vị chiều lòng đón ý được các bạn gái không? Thời gian, không gian, con người, môi trường, cùng rất rất nhiều những tác nhân ngoại cảnh khác khiến cho ấn tượng đầu tiên, xúc cảm đầu tiên quá sâu đậm và cứ thế tự nhiên trở thành một thước đo chuẩn mực vô hình mà chính chúng ta sẽ đem ra để cân đo đong đếm, so bì với những gì diễn ra sau này. Thực ra thì hội chứng vịt con cũng là hội chứng diễn biến tâm lý dễ hiểu, phổ biến và không có gì quá nghiêm trọng hết. Nhưng khi chúng ta đã định nghĩa và hiểu được hành vi tâm lý này và phần nào thấy được chúng ta đôi khi cũng sắm vai một chú vịt con ngô nghê, bướng bỉnh, chúng ta hãy nhẹ nhàng thoát vai chú vịt, rũ bỏ sự khắt khe quá đà và trở về với thực tại xem. Trái đất vẫn luôn vận hành và cuộc đời này cũng vậy, luôn đổi mới và sức sáng tạo của con người là liên tục và không giới hạn. Một cặp mắt khách quan hơn sẽ khiến chúng mình mở lòng hơn với những trải nghiệm mới mẻ, đón nhận những phiên bản nâng cấp hơn của tất cả vạn vật xung quanh. À, không, phải kể đến trường hợp có những chú vịt con mới sinh ra chưa tìm thấy mẹ, vì mẹ bận đi tắm này, đi kiếm ăn này, nên nó thấy con gà đầu tiên và ngộ nhận gà là mẹ. Đấy, thế có phải là lệch lạc về nhận thức chưa nào? Thế nên là nhiều khi mình cũng không nên cố hữu bảo thủ quá với nhận định ban đầu của mình. Không có gì là vĩnh cửu cả bạn nhé. Mọi thứ đều phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của cuộc sống. Và chúng ta cũng cần tập thay đổi định kiến thì mới hòa nhập được với thế giới quan xung quanh mình.
kể ra đôi ba câu chuyện chiêu chiêu chút, nhằm thử thách các cậu 6 ngày 6 đêm không hóa vịt, get go! Cảm ơn bạn đã lắng nghe, chúng mình hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo nhé! Chúng mình luôn ở đây, lắng nghe các bạn, tâm sự với chúng mình bằng cách để lại comment phía dưới hoặc gửi email về địa chỉ hòm thư titatitech.podcast@gmail.com cho chúng mình nhé! Keep dreaming! Bye!